Đã rồi, không người ta mình đến mua hợp đồng. Có thế là nhiều cho cái người này mình có là một cái rất là hay là mình đang ăn tài sản mình biết thì cháu cắn tài bố cháu không người ta mới đến mua hợp đồng á. Cháu Ngọc Trai Ông Hương à Ngọc Ông Hương Ngọc Ông Hương Ngọc Trai ấy à. Thì cả nhà xem mình cái về vấn đề này mình không hiểu lắm. Thì hỏi cả nhà xem là cái ngọc trai của Ông Hương có giá trị gì không? Trong cuộc đời của mình đấy, ba chị gắn phải vào viên ngọc phun ăn Ông Hương đấy, gắn phải lấy viên ngọc trai cho Ông Hương cả nhà. Và những chị đi. Ở cái ngọc cái bộ bàn ghế. Tức là cái ngọc trai ở trong con Ông Hương này này. Mình đúng rồi, đúng rồi. Mình ở nhà có ai biết về về cái vấn đề này không thì mình nói cho mình biết nhá. Hôm nay có chuyện với cả nhà đây đang ăn uống cái này là mình cũng không nỡ đâu mà ăn cái viên ngọc Ông Hương này này là có thấy ngọc trai không này người ta lại đấy cả nhà nhá. Có một viên màu hồng, một viên màu hồng, một viên màu ấy, một viên màu hồng, một viên màu trắng. Chuyện như đã mất công đấy thì không biết là có giá trị gì không cả nhà. Mình cố làm gì ai biết về giá trị liên hệ mình. Ừ, ông hỏi cả nhà đã đây này, tức là ăn ăn Ông Hương cả nhà nhá, là cắn ra hai viên ngọc trai, hai viên ngọc trai cả nhà này, một viên màu con nhỏ màu hồng hồng, vợ mấy con, một viên màu trắng còn đang làm cứ ép làm gì. Ờ, trong cuộc đời mình là lần đầu tiên mình mới thấy được cái trường hợp này đấy cả nhà. Mạng này kém đấy nhỉ. Thế ông Tuấn vừa một lon bia từ lúc nào bây giờ bật để không ạ? Không nào rồi. Thì xin chào cả nhà thân yêu nhé. Làm gì đã được một lon. Hôm nay ăn ở nhà là thằng em cậu mang từ đồ hải sản từ Phú Quốc về đấy. Xong rồi là bà chị này ăn lại cắn đúng gãy răng. Là nhặt ra và ăn Ông Hương rơi mẹ mất viên rồi. À đây rồi. Ủa chưa đâu. Đâu à? Đâu tìm thế nào? Đâu? Không, đây này, ăn đây rồi. Chết mẹ rồi, toang rồi. Đèn rồi, anh đứng ra cái nào. Đâu tìm cho nào. Đây một viên này, viên hồng đây. Viên trắng này. Tìm thế nào. Đây. Mắt mày mui. Ở đây đây cả nhà. Vẽ to như phía đầu này. Đây cả nhà nhá. Hai bên giao dịch kiểu gì rồi. Đấy anh em nào biết nhá, ăn Ông Hương này ra ngọc trai một viên màu hồng, một viên màu trắng này. Đấy. Anh nào biết bảo mình nhá. Thế bây giờ